nó vào đúng không? Nó phải ăn vào mới đúng, cái quốc lộ 1 nó đang bên phải. Đây nó đúng là cái cầu thu vé đấy. Đây là mấy trạm thu vé ạ? Thu dưới, thu trên này. Một trạm thu vào đường 21 cũ, đường quốc lộ 1 cũ này. Một trạm này ăn đây cổ rẽ anh này. Chẳng biết cổ rẽ kia kìa. Đấy. Này bắt được cổ rẽ.